Một con rồi. Kìa rồi, lại một con nữa rồi. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, tập hít thở, hít thở, hít thở. Có bạn nào hay tập hít thở như tớ không? Sao có nhiều con gì phía trước thế này nhỉ? Nhìn như một đàn muỗi. Ui, ui, con muỗi nó đang vào mắt tớ rồi mọi người ơi. Nhiều muỗi quá, nhiều muỗi quá. Ui, đau mắt quá các bạn ơi. Con muỗi nó bay vào mắt mình đây này. Bay vào mắt như thế này thì phải làm thế nào nhỉ? Hay là đi gặp bác sĩ nhỉ? Có cái thuốc nhỏ mắt này, để mình thử bỏ ra mình nhỏ xem nó có đỡ không. Đây, nước nhỏ mắt của Nhật Bản nhá. Có bạn nào sợ nhỏ mắt không? Riêng mình nhá, mình không bao giờ sợ nhỏ mắt đâu. Bởi vì nhỏ mắt nhá sẽ giúp mắt chúng mình sáng hơn, sạch hơn. Này các bạn nhìn tớ học tập nhá. Nhỏ mắt không có gì là đáng sợ cả. Ở nhà em Cam nhà tớ cực kỳ sợ nhỏ mắt luôn. Đấy, thuốc nhỏ mắt này có vị bạc hà cho nên mà là nó hơi cay cay mọi người ơi, nhưng mà không sao, nhỏ xong cái này mắt mình có thể nhìn thấy là xa hàng trăm km luôn mọi người ơi. Các bạn nào tin không? Sạch sẽ, không thấy cộm mắt nữa rồi. Chắc là các bạn muỗi đã chui ra hết rồi đấy. Đây này, giờ mắt mình nhìn được hơi bị xa luôn, mình sẽ cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình sẽ nhìn phía trước kia nhá. Oh no. Nhìn phía trước kìa mọi người ơi, sao lại có con khủng long? Nó đang đuổi con gì nhỉ? Ui, một con khủng long các bạn ơi. Con khủng long này nó đuổi con cừu kìa. Tại sao lại đuổi con cừu nhỉ? Con cừu là con hiền mà. À, khủng long chắc lại định ăn thịt con cừu đây mà. Ơ, khủng long ăn thịt cừu mất rồi. Ui, bây giờ mình phải tìm người giúp đỡ thôi. Đây, ai ở đây cứu bạn cứu không? Ui, sao mắt mình nó lại nhìn thấy cái gì kìa? Một con hổ đang đuổi con gì kìa? Con gì nhỉ? À, con hổ đang đuổi con ngựa. Ui, nó lại ăn thịt mất con ngựa rồi. Ui, ở đây sao lắm các con vật ăn thịt ấy nhỉ? Mà sao mắt mình lại cứ nhìn thấy thế nhỉ? Ui, có ai ở đây không? Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy cái con này bao giờ chưa? Con này các bạn biết là con gì không? Con hải mã đấy. Không. Đây là một con khủng long đấy. Con khủng long xanh dễ thương đấy. Đây này, mình bỏ cái này ra cho các bạn xem. Đấy. Đây là một túi bánh hình khủng long này đấy này. Con khủng long này là khủng long ăn cỏ đây này. Đấy các bạn nhìn thấy đây này. Đấy, khủng long ăn cỏ này. Khủng long bay này. Rồi là khủng long ba sừng này. Đấy, nó có ba cái sừng ở trên đầu đây này. Để mình bóc ra cho các bạn xem nhá. Đây, đây là con khủng long gì nhỉ? Trông lạ lắm, con này. Ăn lắm. Oh no. Xem được con khủng long gì nữa không nào? Khủng long này là khủng long gì? À, đây là khủng long ăn cỏ các cậu ơi, khủng long có gai gai ở trên lưng ấy. Đây, này là con khủng long bạo chúa này. Sao con chuột nó vừa chạy qua đây các bạn ơi. Ok, con chuột này. Chuột kia chạy đi đâu đây? Lạ thật đấy, trông con chuột to đùng luôn nó lại chạy qua chỗ mình. Mà chuột thế này là chuột mà có nhiều như này là nó hay ăn vụng lắm các bạn ạ. Nên là các bạn có đồ gì á là phải cất đi chứ không chuột ăn vụng nữa đấy. Ô, cái bánh của mình, ô cái bánh của mình vẫn để ở đấy. Rõ ràng là lúc nãy mình đuổi theo con chuột, mình để bánh của mình ở đây cơ mà. Thế bây giờ bánh của mình nó đâu mất rồi? Ui, một đàn chuột kìa các bạn ơi. Bọn này nó công bánh của mình đi rồi. Ui, làm thế nào giờ? Được rồi, ra thế ha. Ta cho người biết tay mấy con chuột nhắc này. Đi rồi. Bố mang một cái khẩu thần công này của nhà tớ ra rồi á. Lần này bọn chuột có chạy nhanh bằng trời ta cũng bắt được các người nhá. Các người dám ăn bánh của ta à? Được rồi, bây giờ xem nào. Vừa đấy nó chạy kia. Một con rồi. Kia rồi, lại một con nữa rồi.
Ui giời ơi, chúng rồi. Không phải à? Bạn Trang, sao bạn lại ở đây? Cậu cậu làm gì mà cậu bắn vào người tớ thế? Đâu, tớ đang bắn con chuột mà. Sao lại bắn vào người cậu được? Ở đây có mỗi tớ thôi, làm gì có chuột nào. Ui giời, cậu không biết là thôi. Tớ đi săn bọn chuột từ nãy đến giờ đấy. Ở đây nhiều chuột lắm. Vừa đấy tớ đang ăn bánh nha, mà nó còn đến xong nó công mất cái hộp bánh của tớ đi mà. Tớ bắn được mấy con rồi đấy. Ui, cậu đây rồi. Tự nhiên lúc này tớ lại nghĩ ra, cậu có khẩu súng à? Hay là cậu đi giải cứu các con vật ở kia đi. Ờ, đây là bảo bối của nhà tớ đấy, để mang đi chiến đấu với lũ chuột đây. Nhưng mà cậu bảo giải cứu cái gì cơ? Tớ vừa nhìn thấy một con khủng long, nó ăn một con cừu. Xong tớ đi một đoạn, lại nhìn thấy một con hổ, nó ăn con ngựa cậu ơi. Có cái súng này, hay là cậu mang ra giải cứu các bạn ý đi. Ha, ở đây mà lại có những cái con vật ăn thịt ghê gớm như thế á. Ừ. Mà chúng từ đâu đến nhỉ? Tớ được rồi, không biết. Nhân tiện có cái súng này ở đây, cậu dẫn tớ ra. Để tớ xem bọn nó như thế nào nó đi. Con hổ nó trốn ở đâu nhỉ cậu nhỉ? Đi nhẹ nhàng thôi cậu ơi. Bởi vì hổ là loài vật săn mồi rất là ghê gớm đấy cậu ạ. Nên là mình phải cẩn thận. Mà hổ nghe được tiếng bước chân đấy, cho nên là phải đi nhẹ nhàng một tí. Ui, đây rồi cậu ơi. Ở đây cậu ơi. Đây rồi, con hổ này. Ui dồi ôi. Trang ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con hổ như thế này đây. Ái chà chà chà, con này không biết là nó sổng ở đâu ra mà nó lại ở đây ăn thịt các con vật nhỉ. Được rồi, đã thế thì con hổ to như này ta phải chuyển chế độ súng thôi. Rồi con hổ này, người mau hôn hồn người tiến về rừng đi. Nếu không ăn được người ta, thì ta có khẩu thần công này, ta phải cho người một trận này. Ui, Trang ơi, con này nó không sợ này, nó còn nhảy múa này. À, được rồi, em yêu thích sổng đấy. Ta sẽ cho người một này. Con hổ này nó nổ tung rồi này cô ơi. Nhưng mà có gì phía trước kìa Nhím ơi. Nó biến ra cái gì kìa cô ơi. Chạy lại xem đi. Cái gì nhỉ? Ôi, đây là cái chảo. Cái chảo sao bé thế này? Mà sao cái chảo nó có gì? Đưa cho ta xem nào. Đây là cái gì đấy? Sao con hổ nó lại biến ra cái này nhỉ? Cái này hình như là đồ ăn cô ơi. Nhưng mà sao trông nó cứ bẩn bẩn thế nhỉ? Ừ, tớ biết rồi. Cái này chắc là ở trong bụng con hổ, nó chưa kịp tiêu hóa cậu ạ. Thế là lúc con hổ nó nổ ra thì là nó ra được cái này đấy. Nhưng mà nó ở do ở trong bụng con hổ, thế nên là bẩn lắm đây này. Ừ, thế này thì không ăn được đâu cậu ơi. Thử bóc ra xem nó là kẹo gì. Hổ bình thường hổ ăn thịt, hổ này lại hổ ăn kẹo cậu ạ. Xong nó còn biết nhỉ? Con vịt cậu ơi. Đúng không? Đây là con vịt này. Con vịt và con gì ấy nhỉ? Con gấu. Đây là con gấu này. Bóc ra đây là kẹo chip chip cậu ơi. Kẹo dẻo à? Nhưng mà con hổ nó ăn kẹo nó không biết nhằn vỏ ra. Đúng rồi. Con hổ đáng nhẽ khi bình thường mình ăn kẹo mình phải bóc vỏ ra. Đúng rồi. Nhưng mà con hổ nó không có tay. Thế là nó không bóc được vỏ, thế xong là nó ăn cả cái vỏ này. Thế là nó không tiêu hóa được cậu ạ. Hóa ra thế. Hay nhỉ. Con hổ lại đáng đời con hổ ăn tham ăn. Ui, con khủng long đằng sau cậu kìa cậu ơi. Nó đang lò dò ra đây làm gì ấy nhỉ? Khủng long đâu? Kia rồi cậu ơi. Con này nó không biết tự lượng sức mình. Được rồi, thế thì người sẽ biết tay ta. Ui ôi, đây rồi. Con khủng long bây giờ Trang ơi. Ui, nó đang lườm cậu kìa Nhím ơi. Đây là con khủng long ăn thịt đấy cậu ạ. Con này người nó xanh đen luôn này. Này, con khủng long kia. Ui, cẩn thận đấy, nó đang gào đấy Nhím ơi. Ta không sợ người đâu, người biết có gì đây chưa. Ở đây là một khẩu thần công đấy. Ui, nó nhìn như nó không sợ cậu lắm đâu cậu ơi. Con này nó chưa ném mùi lại hại thì nó chưa biết sợ. Ui, nó đang gào nên nó bảo cậu là con muỗi đấy. Ui trời ơi, con này thì thật là không biết điều được rồi. Em sẽ cho người ném thử mùi lại hại ngay đây. Này. Ui, nó ngã ra rồi. Yeah, bạn nhìn chiến thắng rồi. Cậu thấy chưa, con này mấy phát là nó gục ngay thôi. Nhưng mà thấy có gì xuất hiện ở phía trước ấy cậu ơi. Nó biến thành cái gì kìa cậu ơi. Lại xem đi. Đi ra xem nào. Đây này Nhím ơi. Có con gì ở đây này? Wow, đây như là một con chó cứu hộ cậu ơi. Chó cứu hộ á cậu? Thế hay là con khủng long này nó cũng giống như cái con hổ vừa đấy nhỉ? Là nó chưa tiêu hóa được con chó này. Thế là khi mà mình tiêu diệt con khủng long thì sao nó biến ra cái con này nhỉ? Con này trông hay nhỉ? Ui, con này này cậu ơi. Ấy, bạn chó ơi, bạn chạy đi đâu thế? Ui, đây may nha. May nha con chó cún này nha. May mà con khủng long nó chưa kịp tiêu hóa nha. Thế là bọn ta đã giải cứu được rồi nha. Ui, chó cứu hộ ơi, không sao đâu, lần sau cậu đi đâu nhớ cẩn thận nhé, không xung quanh đây nhiều các mối nguy hiểm lắm. Đúng rồi, ở đây dạo này xuất hiện nhiều các con vật ăn thịt lắm. Thế nên này chó này là động vật hiền lành, nếu mà gặp động vật ăn thịt mà gặp chó là có khi nó lại ăn đấy. Đúng thôi rồi. Cậu mau đi về đi nha chó nha. Cậu đi về đi nha. Bye bye cậu nha. Đấy, là chó đi về rồi kìa các bạn ơi. Thôi, tớ với cậu cũng phải đi về thôi. Đi.